mình lên trồng cây thấy lu mình cũng vẻ vẻ không đi Ngọc không đi à không đi à không sợ quá tải. Quá tải không? Không được không đâu. Quá tải là bị ba. Nước sạch quá nhờ. Trời. Hai cây rồi mà bây giờ còn. Cây xấu 2021 có à? Có, năm ngoái cũng đứng bút mà. Và khi mình trong sóng khi mình trong sóng thì mình lắp đất lại có khoảng 10 cm thì mùa này bắt đầu mùa nắng rồi là mình phải lắp xuống để giữ ẩm. Thứ hai là mình ẻm bầu chặt là không được tức là khoảng đất mình đừng có sóng bầu quá mình vừa bầu em đến đất mới rồi đúng không? Dạ. Dạ, để đảm bảo thì mọi người cứ xé bầu ra để xuống rồi là lắp đất lại rồi em nhẹ nhẹ con chỉ tốt sau này thì để anh em mới xé này coi mà đây này trong cây mà do mình hình gì rồi đẹp đấy đến bây giờ đi ra cái hình bao giờ có cái chuyện đúng không? Vui hấp dẫn. Cho em ạ. Đây, biết rồi.
đảm bảo 100%. Được chưa? Rồi thằng chết lên nén nén nha. Thì trồng luôn cũng được. Thì trồng. Nhưng mà là chờ lên hình đã. Lấy trong cây đẹp ấy. Phải bầu bầu đi. Tôi đây. Đến hình thế còn đẹp thế còn gì. Rồi nhưng mà ra đây cười hi hi cả này. Cả người cả cây đều đẹp. Rồi. Nào, hi hi đi, hi hi. Hi hi chưa? Hi hi. Được rồi đấy. Có ái cân cuộc không? Nọ cân cuộc. Dạ. Không ái cân này của thì đứa ai? Anh ơi cho em cái chính quân. Đi hi. Ái cân cuộc. Ok, rồi. Thôi cầm lên được chưa? Rồi anh chụp cho em chưa? Lại đi, chụp cho em cầm lên đi. Để chị Nhi. Chụp em mà, em phải cái chí mà nó coi. Xích vô, bên đó là bị vướng. Đúng rồi, vướng cây. Anh đứng chính giữa rồi đó.